Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Thì rất vui lại gặp lại mọi người trên kênh YouTube của em Long Bùi. Và em Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn những người bác, người chú, người anh, người chị, tất cả các tinh thần của mình đã luôn theo dõi clip của em Long Bùi, cũng như là chia sẻ, cũng như là ủng hộ cho cái kênh của Long Bùi, cũng như là ủng hộ tất cả các mặt hàng của Long Bùi. Cảm ơn những người đã giới thiệu những bạn bè, anh em bạn bè của mình đã có thể là biết đến cơ sở sản xuất đàn guitar Long, cũng như biết đến những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng bên cơ sở sản xuất đàn guitar Long của Long Bùi. Thì tối hôm nay thì em Long Bùi trong đứt hàng trong vòng 2 ngày nay thì mọi người hỏi mình dòng sơ mi coi 01 cũng như là dòng kết thơm đi cần dài 14 phím của mình thì đã hết cách đây cũng 10 ngày rồi, nhưng bây giờ mới có lại thì em Long Bùi mới lên lại clip cho mọi người. Thì mong mọi người tối nay cũng sẽ theo dõi được clip của Long Bùi để có thể là chọn cho mình được một cây sơ mi cần 14 phím bản cầu 48 ha mọi người. Đây thì không phải đỡ mọi người chờ đợi lâu nữa, đây là dòng hiện tại, đây là cái dòng mà gọi là chạy nhất trong phân khúc dưới 5 triệu bên mình. Đây là dòng cơ thơm điệp và do người nghệ nhân cực kỳ chất lượng bên mình đã cơ thơm ra cái dòng cơ thơm điệp bản cầu 48 cần dài 14 phím. Thì để mình nói lại trên kênh cho những người đã chưa xem được cái kênh YouTube của em Long Bùi á, thì có thể là sẽ theo dõi lại kỹ càng. Có nghĩa là đây là một dòng sơ mi mà em Long Bùi làm thùng chuẩn. Đây, thùng chuẩn thì mình sẽ đo cái kích thước thùng cho mọi người luôn nha, để cho mọi người dễ hiểu. Mình nói không á thì mọi người sẽ không thể hình dung được, nhưng mà khi mình cầm lên để mình gọi là mình thực thi tại chỗ thì mọi người sẽ dễ dàng hiểu hơn. Tại vì khi mình nói có nhiều anh em còn hỏi lại mình. Đây, kích thước có nghĩa là mình sẽ đo ở phần kích thùng. Thì cây này á, kích thước thùng chuẩn của một cây classic là 10.5 là 10.5. Đây, bản cầu là ở đây, bản cầu là mình đo ở đầu gừa, đây ở đầu gừa là bản 48 cần dài 14 phím là từ phím này đi xuống phím này. Bình thường cái đoạn eo nó sẽ nằm ngay cái đoạn này là 12 phím, thì bây giờ nó lọt xuống 2 phím ở đây nữa là 14 phím ha mọi người. Thì đây hiện tại mình đang xong tiếp tục là 5 cây kết thơm điệp sơ mi. Thì cái dòng này là của mình là đàn không á là 3.500.000 thêm bộ LVMH nữa là tổng là 4.500.000. Hôm trước mình lên 10 cây đã hết rồi, thì hôm nay nhiều anh em hỏi mình, nhưng mà hôm nay thì Long Bùi mới hoàn thành xong, mới ráp khóa dây xong thì Long Bùi lên luôn clip cho mọi người. Đây là LV công nghệ này là nó dùng loa trong Bluetooth đỡ cho mọi người chơi. Ví dụ như bây giờ mọi người không có loa trong, không có loa đỡ ra amply đúng không, mọi người có thể chơi đó là cái tiếng hiệu ứng nó sẽ phát ra đây cho mọi người luôn. Ở đây là phần lưng hông là gỗ điệp, mặt là gỗ thông. Đây mọi người, thì như Long Bùi đã nói mọi người, những cây sơ mi bên mình làm ra, mình làm từ những cái dòng gỗ, ví dụ điệp này, bằng lăng này, nu này, cảm ống này, thì cái gỗ nó chỉ là 30%, mà cái người thợ đứng ra kết thơm cái đàn nó chiếm gần như là 70%. Và mình cũng đã so sánh cho mọi người trên những cái bộ gỗ ví dụ nó lên càng cao thì những cái dòng gỗ Cocolo, Giricotte, Marble thì nó phải kết hợp với phần mặt để nó tạo nên âm sắc cái đàn, thì khi đó nó có thể là 46 đó. Còn hiện tại những cái dòng gỗ bình thường như thế này, những dòng gỗ điệp này bằng lăng phân khúc dưới 10 triệu là người thợ chiếm 70% mọi người, 70%. Tại sao có những cái dòng gỗ điệp hồng đào nó chỉ có 1.8 triệu, 2 triệu thôi, đó là một cái hàng đại trà, hàng gọi là hàng không phân loại ra một cái gì hết. Và những người thợ đứng ra đóng cái đàn nó cũng là theo một cái dây chuyền, có nghĩa là một người đóng phím, một người làm cần, một người làm thùng, một người làm cầu, một người ràng ngựa, nó rất là nhiều quan nhiệm cái công đoạn để tạo nên một cái đàn. Còn riêng một phần kết thơm này có nghĩa là một người thợ họ sẽ làm ra từ khâu chọn gỗ, chọn mặt, vào khuôn, gắm cần, đóng phím đó, thì hoàn thành hết cho mọi người, để mọi người có một cái sơ mi cực kỳ thấp
mà lại rất chất lượng, chất lượng từ cái dàn phím đóng, chất lượng chọn gỗ mặt, gỗ lưng, gỗ hông và cần đạt đã tạo nên những cái barrier cực kỳ sắc nét cho mọi người, cũng như là âm thanh trên cái đàn ở phần cái cấu gỗ ha mọi người. Thì cái này hiện tại đang có giá là 4.500.000 luôn EQ công nghệ M2. Thì hiện tại có hai dòng EQ, một dòng EQ công nghệ M2 này là 4.500.000, một dòng EQ Mate B12 là 3.500.000. Đó, thì mọi người chọn dòng nào thì nó sẽ mình sẽ làm cho mọi người dùng đấy. Tại hôm nay mình chỉ mới tích hợp được cái EQ M2 thôi, chưa tích hợp được EQ B12 vào. Cho nên khi mọi người đặt hàng, mọi người cứ chụp màn hình lại hoặc là nói về dòng sơ mi điệp này thì mình sẽ lấy đúng hàng cho mọi người. Đó, thì đặc biệt của dòng sơ mi điệp này nữa, một cái nữa là trong đợt này riêng dòng sơ mi điệp này, bên mình cùng với thợ cắt tôm mới lên cái phương án sẽ hoàn thành. Ví dụ như những cây phần kia là khảm coi đúng không, thì phần này không khảm coi ở đây thì nó bở. Mình sẽ tặng cho mọi người vào trong cây đàn hiện tại đang lắp là bộ dây Sauret 540 với trị giá là 450.000. Cái này mình thay thẳng vào đàn cho mọi người ở phần dây Sauret luôn 540 để tạo nên cái âm sắc của cây đàn đó, nó gọi là tuyệt vời nhất, quang sâu cho mọi người cực kỳ. Dòng 540 này được Long Bùi tuyển chọn ra để lắp vào này là Long Bùi làm cái dòng 540, dòng này là âm thanh cực kỳ xuất sắc luôn ha mọi người. Đây là mã 540 mà mã dây này mà mình đã thay vào những cây điệp có thơm này thì cho nó gọi là cực kỳ chất lượng rồi ha mọi người. Cây này thì mình làm cũng làm đã làm chỉ cần được hết luôn, chỉ cần được hết luôn đó cho mọi người ha. Thì cái cây dòng điệp này á không có làm, chưa làm kịp cái phần khảm coi thì Long Bùi hỗ trợ cho mọi người vào trong cái đợt này là dây Sauret 540 trị giá 450.000 để cho âm thanh cây đàn nó được hay nhất cho mọi người đó. Rồi, đây là cây số 1. Mọi người xem clip tối nay á, nếu mua cây nào mọi người cứ chụp hình qua nhé, chụp hình qua để cho em Long Bùi sẽ soạn cho mọi người nhé, soạn cho mọi người đúng dòng nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình cũng như là chia sẻ cho mọi người trên kênh YouTube của em là Long Bùi ha. Dòng cơ thơm điệp này âm thanh nối với sơ mi thì dòng này hiện tại thì người thợ này gọi là rất là tuyệt vời mọi người. Cơ thơm ra những dòng của sơ mi dòng Ebony Arena mà mình xuất khẩu đó. Đây, trong phân khúc điệp đó mình có làm thêm hai cây cũng là dòng sơ mi còn 48 nhưng mà mình làm về cái thùng. Đây, cái thùng là thùng 3/4 là thùng size nhỏ hơn một phơm so với size này. Thì trong quá trình mình làm á là có một bạn đang đặt hàng của mình, tiền thở mình làm thêm hai cây nữa, đặt hàng mình về cái size cái phơm 3/4 này, 3/4 này, cho nên mình đã làm thêm hai cây nữa để mình kỷ niệm cho anh em trên kênh YouTube của mình để có thể sở hữu được một cái cây cất thơm sơ mi 3/4 sơ mi bản cầu 48 đó. Bạn cầm 48 sơ mi, bàn tư là nó, cây này là 44, cây này là 34, nó nhỏ hơn nha mọi người. Đây, chỉ có hai cây thôi, một cái bóng và một cây mờ. Đây, thì nó cũng giá là 4.500.000 thôi mọi người. Và nó cũng đã được lắp dây Sauret 540. Thì phần điệp này anh em giữa mình và thợ đã thống nhất với nhau, đã bàn với nhau để cho mọi người vào được. Người thợ cũng muốn được cái dòng sơ mi điệp này được gọi là cải thiện được cái âm thanh nó gọi là đỉnh nhất cho mọi người trong tầm giá ha mọi người. Đây là cây sơ mi rất là gọn cho anh em mang đi du lịch ha. Dây mới mình lại lên dây rồi, dây nó gọn xuống dây. Trong quá trình đợt này mình cũng sẽ kiểm tra dây Sauret trong vòng cứ 2-3 ngày mình cũng sẽ kiểm tra dây một lần để xem thử cái độ ten dây nó sẽ như thế nào ha. Tại vì nó tùy thuộc vào cái đàn mọi người. Rồi bây giờ mình mở loa trong.
có 2 cây thôi, 2 cây 34 thôi nha mọi người. Sẽ lấy cây 44 xuống cho mọi người xem luôn ha. Đây là cây 44 và cây 34. Đó, đây là gọi là foam soda 3/4, foam nhỏ cho mọi người mang đi du lịch này. Đây là foam 44. Đó, để cho mọi người xem được này. À, nó thấp hơn, thấp hơn. Đây. Thấp hơn. Đây là cổ cầu đây. Ha mọi người ha. Rồi. Ok, thì cũng đã xong phần đi. Bây giờ mình sẽ qua cho mọi người phần con. Đây là phần 3/4 thì đây nó có cái đây có xương bóng và xương mờ, đây nó được 2 cây thì mình đem ra xương bóng và xương mờ đó cho anh em xem kênh của mình có thể là sẽ sở hữu trong tối hôm nay ha. Ok, đây là tiếp tục là phần coi coi không một coi mà mọi người hỏi lông mùi rất nhiều luôn nhưng mà đã hết hay của cái VM2 và VB12. Bây giờ hôm nay là đã có lại thì trong chiều nay mình cũng sẽ quay luôn cho mọi người. Đây là phòng coi 01 coi fit 01 LV M2 thì với giá là 3.500.000, LV B12 là với giá 3.000.000 đã tích hợp và full phụ kiện cho mọi người ha. Đây anh em nào bữa giờ đang hỏi lông mùi nhưng mà đã bị đứt hàng trong 2 ngày nay không kịp hôm nay mới xong thì mình cũng làm tờ sơn cũng sơn xong một số cây thì lông mùi cho xuống liền để lông mùi làm ráp bộ EV vào cho mọi người lên kênh liền cho mọi người. Màu này cũng cực kỳ là xuất sắc, một bản mã màu mới của mình cực kỳ xuất sắc, rất là đẹp, rất là nhu luôn mọi người. Đây, rất nhu luôn, cần dài 14 phím, bản cần 48, xuất sắc mọi người. Thì đây mình sẽ đo kích thước thùng cho mọi người nha. Đây, kiến cho mọi người luôn đó, kích thước thùng là ở đây. Cái thước thùng của cây này là 11 phân, 11 cm cho mọi người, bản cầu 48. Đó, đây là cỏ khảm coi fit 01 nha mọi người. Dòng này, những cái dòng kết thơm của mình, dòng sơ mi thì âm thanh là cực kỳ xuất sắc rồi. Nếu mà so với tầm giá, mình có thể là mình sẽ dám đảm bảo với mọi người, nó sẽ là hàng đỉnh trong cái tầm giá này. Không có cái phân khúc nào có thể địch nổi cái dòng coi fit 01 và dòng điệp của mình, điệp sumi của mình. Có cả flamenco dí 25 dí 35 cũng không phải là đối thủ, rất chất lượng kỹ từ phần cần cho đến phần tút cần, phần gỗ cho tới EW. Đây bản mã màu mới của mình, đây là EW B12. Đó, B12 thì giá chỉ có 3.000.000 thôi nha mọi người. Mình sơn xong hôm nay là tổng hết là 5 cây L. Thì đây là EW M2. Đó, bản màu mới của mình, 5 cây L. Thì đây cũng có một cây màu gỗ. Anh em lấy vừa rồi lấy sơn rất là nhiều nhưng mà mình cũng đã hết. Đây là EW B12. À, cực kỳ đẹp luôn. LV B12 như này thì giá chỉ có 3.000.000 thôi. LV công nghệ thì nó là 3.500.000. Thì đây là màu gỗ tự nhiên ha. Đó, anh em chọn nha, mọi người chọn nha. Đây còn một cây màu cánh gián nữa. Hôm nay là có lại tiếp là tục là màu cánh gián. Tiếp tục là màu cánh gián. Như màu cánh gián này của mình ra bản màu này 2 cây. Mình giao cho một chú Cường ở Bình Phước cùng với một người anh ở Hà Nội là đã hết rồi. Đây, màu cánh gián cực kỳ đẹp, EW B12 ha mọi người. Đây, còn coi rất ok ha mọi người. Đây còn cây hia mình đã đây rồi đấy, đây mình sẽ lấy luôn cho mọi người ha. Đây là B12 ha, mình lắp vào B12 và M2 đều hết cho mọi người. Đây là mặt vàng Yamaha, một cây duy nhất của mặt vàng Yamaha, tiếp tục cho mọi người. Đó.
Ok ha mọi người. Xem thử con có nào giới thiệu cho mọi người nữa không. À đây, đây thì là có thùng tròn. Thùng tròn ví dụ như mà anh em không có thích thùng eo khuyết mà muốn cái tiếng của âm thanh nó đầy cho một cây lá xích bản cộng 48 thì có thể dùng thùng tròn đây. Đây, đây là thùng tròn, mình sẽ có mẫu eo và mẫu tròn. Mẫu tròn là nó là phím chuẩn của 12 phím. Đây, anh em thích mà tiếng thực chiến của cái dòng cổ điển á. Cổ điển mà chơi bản nhỏ có thể đó. Đây, đây là màu gỗ EWM ha. Đó, cứ B12 là 3 triệu mà EWM công nghệ M2 cái đó là lo là 3.500.000 ha mọi người. Đó. Rồi mọi người đặt hàng cứ liên hệ qua Zalo số điện thoại 0987646639 của em Long Bùi để đặt hàng ha. Thì em Long Bùi sẽ gửi cho mọi người thông tin chuyển khoản, ví dụ như mà chuyển cọc 1 triệu hoặc là chuyển hết thì mọi người sẽ được nhận những cái ưu đãi như thế nào. Thì em Long Bùi sẽ gửi qua bên Zalo 0987646639 của em Long Bùi cho mọi người ha mọi người. Thì em Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn theo dõi cũng như là ủng hộ em Long Bùi cũng như là giới thiệu cho anh em bạn bè người thân của mình đã biết đến guitar lông. Có những người anh còn giới thiệu hoặc là nhờ Long Bùi tuyển chọn những cái dòng này mà họ chơi về cái tầm giá họ ngất ngay luôn. Cái đó là cái những cái comment của khách hàng gửi cho em Long Bùi thì em Long Bùi rất vui cũng như là đôn đốc cái đội thợ đó có thể là sản phẩm cơ thương Việt Nam mình hoặc là được nhiều người biết đến cả anh em ở nước ngoài là ha mọi người. Rồi em Long Bùi xin được kết thúc clip ở đây, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau tiếp tục về những cây cơ thương acoustic của em Long Bùi nữa, tại vì đợt này em Long Bùi lên semi nhiều nhưng mà chưa lên acoustic được. Acoustic đang hết hàng và đội sơn đang tiếp tục lên cái phân khúc của acoustic ha mọi người.